Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 7147412008. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán giả. Chào đón quý vị đến với Thời sự thế giới của Lê Đức Sài Gòn TV của chương trình ngày thứ tư 23 tháng 6 2021. Trước khi gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay, Thảo Yên gửi đến quý vị phân dự báo thời tiết trong ngày. Dạ vâng thưa quý vị và thưa anh à, ngày hôm nay đó thì buổi sáng trời hơi có mây mù một chút xíu à, và hôm nay đó ở một số những cái khu vực mà đồi núi thì à, cũng có cái cơ hội là mưa rải rác nhẹ nhẹ thưa quý vị nhưng mà nó không có lâu đâu à, cũng chính vì vậy mà hôm nay đó nhiệt độ ở Westminster và Garden Row lên cao nhất cũng chỉ có khoảng 77, 78 độ à, Riverside hay là Inland Empire thì hôm nay khoảng chừng 80, 81 độ và à, ngày mai đó nhiệt độ vẫn dễ chịu như vậy à, nhưng mà bắt đầu thứ sáu trở đi thì quý vị thấy là nhiệt độ tăng à, thứ sáu thứ bảy chủ nhật này nhiệt độ trung bình đó là vào khoảng 82 cho đến 85 độ nói chung là cuối tuần này cũng hơi nóng thôi quý vị. Khoảng thời gian này là mùa hè và đa phần vào mùa hè thưa quý vị thị trường chứng khoán rất là siêu siêu không có gì hấp dẫn chờ cho đến khi sau mùa hè bước vào mùa mua sắm để sẽ tăng trở lại vì thế thị trường ngày hôm nay đau Jones từ sáng tới giờ có lúc lên một điểm 5 điểm xong xuống trở lại ngay bây giờ là xuống 13 điểm rồi xuống 7 điểm nghĩa là từ sáng tới giờ giấy đầu tư muốn tìm kiếm xem có những cái tin tức thì giúp cho họ có thể mua bán mạnh mẽ hay không nhưng mà xem ra các chỉ dấu chưa có nhưng mà thị trường Nasdaq à, sáng nay có lúc lên được 20 mấy điểm bây giờ thì chỉ lên được có chòm chèm 5 điểm mà thôi S&P 500 à, lên chưa đầy một điểm à, thị trường ngày hôm nay xem ra có vẻ uể oải như thời tiết ở các nơi à, Nikkei xuống hơn 9 điểm À, Hồng Kông à, lên được 507 điểm. Thưa quý vị, à, nhất là giới đầu tư tỏ vẽ à, mừng bởi vì thấy các phản ứng của người Trung Quốc ở các nơi ủng hộ cho những hành động của nhà cầm quyền Trung Cộng vào thời điểm này. Thượng Hải lên gần 9 điểm. Cho nên tình hình kinh tế, à, người Trung Quốc tin tưởng là chính phủ của họ sẽ leo lái cái con đường và cái chiếc tàu kinh tế vẫn tốt đẹp trong năm nay và những năm tới mặc cho có những hục hặc đối với hoa kỳ và trên thế giới thưa quý vị ngay cả bên phía châu âu ngày hôm qua tuyên bố phải có phương hướng để đương đầu với trung quốc khi ngày càng Trung Quốc lấn chiếm, đặc biệt là về vấn đề mậu dịch đó tạo nên cái sự cạnh tranh càng ngày càng khó khăn hơn cho các nhà đầu tư của bên phía Đức cũng như Châu Âu. Thị trường công trái phiếu hôm nay 10 năm vẫn ở mức 1,48% lên có chấm 0,1% mà thôi, không xoay xuển so với từ ngày đầu tuần. Dầu lên 86 sen ở mức 73 đồng 71 sen, dầu vẫn tiếp tục lên. Ngày hôm nay Thảo Yên mặc chiếc áo vàng rất đẹp, chắc có lẽ vì thế mà đã giúp cho giá vàng lên được 13 điểm ngày hôm nay. Vàng lên 13 đồng 1790 đồng 40 sen. Dạo này anh soi quần áo của em hơi bị nhiều Dạ vâng thưa quý vị Vào ngày hôm qua thì ở tại Los Angeles Sẽ xảy ra một chuyện rất là hy hữu Người dân ở đây trước giờ chưa bao giờ chứng kiến Đó là có hơn 30 mấy con bò ở một cái lò mổ thưa quý vị đã sổng chuồng và chúng đã tràn vào những cái khu vực nhà của người dân và đã làm mà bị thương hai người. Thì theo như cảnh sát Los Angeles cho biết là vào khoảng 7 giờ tối ngày hôm qua đó là họ bắt đầu nhận được những cái cuộc gọi liên tục của người dân là khi đó là những cái con bò này nó đã tràn vào thì cảnh sát đã nhanh chóng đến cái đường Beverly Boulevard thưa quý vị. À, bởi vì trước đó khoảng chừng 5 10 phút đó là à, khoảng chừng ba mươi mấy con bò đã à, sống chuồng từ cái lò mổ có cái tên là Charlie di Maria như quý vị thấy trên hình đó à, à, cái nguyên nhân là do những cái người nhân viên ở đây đó họ quên đóng cái cổng mà nhốt những cái con bò lại. Thì à, những cái con bò này đó nó không có à, à, tấn công người nhiều chúng chỉ tông khi mà trên đường chạy của chúng đó cho nên là những cái người này chỉ bị tông mà thôi thì à, sau khi mà lùa hết được bò đó cảnh sát à, cho biết là tổng cộng có 40 con bị à, sổng chuồng thưa quý vị họ bắt về được 38 con cho cái lò mổ một con bị à, bắn chết nhưng mà có một con à, đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa tìm được làm chúng ta nhớ đến bài hát của Trịnh Công Sơn đàn bò vào thành phố <laughs> đàn bò vào thành phố. À, thưa quý vị ngày hôm nay ông thượng nghị sĩ của tiểu bang New Jersey thuộc đảng dân chủ Cory Booker cũng khá là nổi tiếng có thời gian cũng nghĩ tới cái chuyện mà ra tranh cử ghế tổng thống. À, thế nhiên ông mới đây à, tuyên bố là thứ nhất đó là nước Mỹ đang thảo luận về liệu rằng có nên bồi thường. Trả những cái số tiền cho những người gốc nô lệ bởi vì người gốc nô lệ gốc Phi Châu đó sang Mỹ từ thế kỷ thứ 17, 18 cho đến giờ phút này đã bị ảnh hưởng và từ đó mấy trăm năm trời vừa qua từ ngày tạo dựng nước Mỹ nhiều cái nguồn tiền giàu có của người Mỹ trắng đó, là sống trên cái người nô lệ bàn tay của người nô lệ rồi cái phong trào Black Lives Matter đồng thời Hiện nay người ta so sánh cái lợi tức của gia đình người Mỹ trắng so với người Mỹ gốc Phi Châu đó, nó khác biệt rất là xa. Người Mỹ trắng hiện nay ở tại nước Mỹ trung bình là 190.000 Mỹ Kim, một gia đình 190.000 đó là cái mức lương trung bình, lợi tức trung bình của một gia đình so với người gốc Phi Châu đó là chưa tới 100.000 Mỹ Kim, cái khoảng cách rất là xa và có những cái khoảng cách mà nó gấp ba lần tức là người ủy trắng có nguồn lợi tức và họ sống thoải mái hơn nhiều so với người gốc phi châu vẫn lẹt đẹt ở bên dưới tương tự như người gốc châu mỹ latin thế thì ông kerry booker ông đề nghị baby bond thưa quý vị công trái phiếu cho trẻ em ông giải thích như thế này mỗi một năm chính phủ hoa kỳ sẽ bỏ vào trong cái chương mục dành riêng cho một đứa bé một gia đình và ông đề nghị đó không phải là cho người gốc Phi Châu tất cả mấy đứa nhỏ luôn bởi vì đây là baby bond là tạo cái sự công bằng cho xã hội mà công bằng cho xã hội không thể nhắm vào một cái chủng tộc nào hết cho nên người Mỹ trắng người Việt Nam bất cứ ai sinh một đứa nhỏ ra mỗi một đứa nhỏ được tặng một ngàn Mỹ kim được gọi là cái bon công trái phiếu mà đã gọi là bon rồi đó thì phải chờ tới 18 năm thưa quý vị Năm đầu tiên 1.000 cho đến khi em lớn lên 18 tuổi. Tức là em mỗi một em, một gia đình, nếu mà trong gia đình có 4 đứa, 5 đứa thì mỗi một đứa vẫn nhận được 1.000 Mỹ Kim như thường. 18 tuổi thì các em đã có 18.000 nhưng mà 18 tuổi thưa quý vị dựa trên cái bond tức là cái công trái phiếu. Công trái phiếu hiện nay tròm chèm một chấm rưỡi thì đại loạn như vậy hoặc là 2.2%. Thì trong vòng suốt 18 năm đó cái số tiền công trái phiếu đó sẽ đẻ ra tiền lời. Và khi các em 18 tuổi tức là bắt, các bầu, bắt đầu các em bước vào đại học rồi thì cái số tiền 18 ngàn đó và lúc đó nó có khả năng nó trở thành hai mươi mấy ngàn bởi vì có tiền lời nữa thì sẽ giúp cho các gia đình ít nhất là những gia đình nghèo có khả năng chi trả hỗ trợ cho các em mà không sợ là các em không vào đại học được. Ông thượng nghị sĩ Kerry Booker này đề nghị baby bond công trái phiếu trẻ em hiện nay đang nhận được sự ủng hộ khá mạnh mẽ của các vị thượng nghị sĩ, một số các vị thượng nghị sĩ đảng cộng hòa và một số thượng nghị sĩ đảng dân chủ à, tốn kém cho ngân sách của nước Mỹ vào khoảng 60 tới 80 tỷ Mỹ kim con số được xem là khá nhỏ so với cái ngân sách mà chính phủ Hoa Kỳ phải uh, chi ra hàng năm cho các chương trình như an sinh xã hội, chương trình uh, y tế, bảo hiểm và những cái chương trình khác cho người nghèo, người khuyết tật thì 60-80 tỷ Mỹ Kim cho những trẻ em này và cái số tiền đó nó trả là một công trái phiếu Um, họ có thể dựa vào tiền thuế Họ có thể dựa vào cái lợi tức của chính phủ Hoa Kỳ thu nhận được thì đó đó là đề nghị mà họ uh, ông Cory Booker cho rằng về lâu về dài đó nhiều gia đình gặp khó khăn nhất là các gia đình nghèo đó sẽ giảm bớt cái gánh nặng cho họ và quan trọng hơn cả cái thế hệ nhất là những trẻ em này không bỏ học bởi vì khi mà các em nhìn thấy tương lai 18 tuổi mà phải đi làm lụng để bảo vệ cho gia đình hoặc giúp đỡ gia đình thì các em thấy không có một tương lai ổn định. Bây giờ các em 18 tuổi vào đại học mà các em thấy trong chương mục của mình có 18, 20, 20 mấy ngàn Mỹ Kim thì đó là tiền để hỗ trợ. Chưa kể là các em vào học đại học độc à, cộng đồng hoặc các em lựa chọn vào các trường tư thì cũng có một cái số tiền để các em. Và nếu mà các em tốt nghiệp được đại học nhất là quan trọng là những trẻ em gốc Phi Châu hoặc là gốc trong Mỹ Latin, nói chung là diện nghèo đó, thì tương lai của nước Mỹ sẽ đào tạo được cái lượng nhân công có trình độ nhiều hơn. Thì đó cũng là một cái điểm son mà hiện nay người ta đang còn thảo luận thôi, đó chỉ là mới đề nghị. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets. Chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chinh và Kim thư Jury nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đềm bù thỏa đáng 714 2008 Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay đó thì một người nữ ca sĩ của Hoa Kỳ rất là nổi tiếng Từng được mệnh danh là công chúa nhạc pop cô Britney Spears sẽ chính thức ra tòa Nhưng mà cái phiên tòa này đã không có được mở công khai mà Bởi vì cái mức độ nổi tiếng của cô cho nên là tòa sẽ được à, giữ kín à, um, confidential chỉ có cô xuất hiện với lại thẩm phán và luật sư của hai phía. À, cô muốn giành lại cái quyền được tự kiểm soát cuộc sống của mình, đặc biệt là về cái vấn đề tài chính rồi tất cả những cái chuyện lớn nhỏ. Là bởi vì thưa quý vị, từ năm 2013 đó à, xin lỗi quý vị, năm 2008, nghĩa là cách đây 13 năm, à, Britney Spears đã bị tòa phán đặt vào một cái à, cơ chế nó gọi là conservatorship đó thưa quý vị dịch nôm na ra là phải có người giám hộ mà ừ. người giám hộ đây là cha ruột của cô ông Jamie Spears à, quý vị cũng còn nhớ là trước năm 2008 đó trong vòng 2 năm à, cô có thể nói là bị một loạt những cái biến cố lớn ở trong đời sống à, vừa bị stress rồi vừa bị uh, ly dị rồi bị cái người chồng đó uh, cố tình muốn uh, moi tiền rồi lao vào một cái cuộc chiến dành hai đứa con, cho nên là cô đã có những cái khoảng thời gian bị khủng hoảng mà do quý vị nhớ đỉnh điểm là cô đã à, đi đến một cái tiệm cắt tóc trước à, hàng trăm cái máy chụp hình của quý giả và cô đã cạo đầu và cái hình ảnh đó liên tục bị đưa lên báo chí và khi đó có thể nói là cô đã không có còn tự khả năng chăm sóc uh -huh. cho mình nữa, đưa ra những cái quyết định quan trọng mà quý vị cũng biết là cô à, trị giá tài sản của cô cũng là lên đến lúc đó là cũng bạc chục triệu gần cả trăm triệu thì à, khi đó đó, um, um, mất quyền chăm sóc con luôn. Dạ vâng, uh, uh, chính xác là như vậy và cô lúc đó cũng bị nghiện ngập rất là nặng nữa thôi ừ. quý vị. Cho nên là thứ nhất vừa phải đi vào trại cai nghiện rồi uh, uh, ra tòa với ông chồng cũ vân vân. Cho nên là mà khi đó bên cạnh cô chỉ còn có người cha thôi. Cha mẹ của cô ly dị, uh, mẹ của cô đã tái giá và bà chăm sóc chính cho đứa em gái. Uh, thì khi đó không có ai thích hợp hơn là người cha ruột của cô cho nên là tòa đã đặt cô vào cái quyền giám hộ của ông Jamie Spears mà giám hộ đây đó là không chỉ riêng về cái quản lý tài sản mà tất cả những cái việc lớn nhỏ trong uh -huh. cuộc sống của cô là bởi vì khi đó đó tinh thần của cô đã không còn ổn định thì có thể là à, cô đưa ra những cái quyết định chẳng hạn như tự tử hay là à, cố tình tiêm thuốc quá liều vào người vân vân cho nên là cô cần một người chăm sóc toàn diện như thế này à, tuy nhiên từ đó cho đến à, mãi năm ngoái đó thưa quý vị cô đã bắt đầu à, muốn lấy lại cái quyền tự kiểm soát cuộc sống à, bởi vì thường đó những cái người mà bị đặt vào cái cơ chế giám hộ như thế này là họ không có còn tỉnh táo nhiều à, không có còn khả năng làm việc nữa nhưng mà với trường hợp Britney Spears đó, thì nó hơi đặc biệt ừ. là bởi vì trong một suốt 10 năm nay quý vị thấy là cô vẫn tiếp tục làm việc, là cô ra bốn cái album, rồi cô vẫn uh, xuất hiện uh, ký hợp đồng với hai cái chương trình TV là X Factor thưa quý vị và tất nhiên là cô vẫn kiếm tiền về uh, kiếm uh, tiền triệu và yeah. cô vẫn có một cái hợp đồng trình diễn 4 năm ở tại Las Vegas cho nên là cô vẫn làm việc nhưng mà tiền bạc thì cô không nắm giữ được ừ. người cha ruột của cô quản lý toàn bộ uh, cho nên là vào hồi tháng 2 năm à, năm nay đó, à, cô đã ra tòa, kiện là cô muốn có một cái phiên tòa khác để mà ra trình bày với thẩm phán để cho thấy là bây giờ cô là một người phụ nữ 39 tuổi, ừ. có khả năng làm việc, có khả năng kiếm tiền thì không có cái cái lý do gì mà người cha ruột của cô vẫn quản lý kèm cặp cô như vậy. Thì vào tháng 2 đó khi mà cô bắt đầu nộp đơn thì chính ông Jamie Spears cũng đã nộp đơn kháng cáo lại, tất nhiên là ông không muốn, ông vẫn đưa ra những lý do là cô Cô vẫn chưa có hoàn toàn uh, stable thôi quý vị về cái vấn đề mà tinh thần. Nhưng mà vào tháng 2 thì tòa án đã bác bỏ có thể là họ thấy những cái chứng cứ cô đưa ra uh, nó uh, không đủ. Không Nhà Vân, nó ông ông cái lý lẽ của ông không có đủ cho nên là mới dẫn đến cái phiên tòa ngày hôm nay. Thì uh, hôm nay cô sẽ ra tòa ở tại Los Angeles nhưng mà không biết là những gì mà cô sẽ trình bày thì có thuyết phục được uh, thẩm phán hay không. Để giải thích cho quý vị con uh, là quyền kiểm soát luôn đó. À, bởi vì mặc, mặc dù cái chữ chúng ta nghe là giám hộ uh, nhưng mà kiểm soát ở đây là tất cả à, nhất là những uh, gia đình người Việt Nam nào có con em khuyết tật đó mà quý vị muốn cho các em đi bác sĩ bởi vì các em bị khuyết tật mà nhất là bị tự kỷ đó là các em không thể nào quyết định được bất cứ những cái chuyện gì làm nhưng mà ở Mỹ này luật pháp vẫn phải ra tòa và quý vị phải có luật sư lo cho cái quyền giám hộ rất là tốn kém và mất thời giờ lắm hai năm một lần à, chúng tôi theo dõi thì cái người có quyền giám hộ đó là tòa bất cứ lúc nào họ cũng có khả năng đến nhà hoặc là đặt các câu hỏi để hỏi xem coi à, thực sự đó đứa bé đó, nhiều khi bây giờ nó lớn rồi nữa bởi vì cái quyền giám hộ nó là có thể kéo dài cả đời đứa nhỏ luôn. Mà nhưng mà trong trường hợp này như là Thảo Yên vừa trình bày đó Britney Spears ngày hôm nay sẽ chứng minh cho tòa biết trong vòng 10 năm qua tôi suy nghĩ được tôi quyết định được tôi làm ra tiền và thậm chí tôi là người uh, quan tòa uh, toàn tòa đây tức là người trọng tài trong những cái chương trình truyền hình đó tôi là thẩm phán trong những chương trình này mà là một cái um, người mà trọng tài hoặc là quan tòa đó phải có một cái quyền mà suy nghĩ quyết định thì tất cả những cái dẫn chứng này cô sẽ đưa ra cùng với hình ảnh video rồi nhiều thứ khác nữa thì uh, vấn đề chính ở đây một khi mà một trẻ đã bị lâm vào cái tình trạng mà bị quyền giám hộ rồi lấy cái quyền giám hộ đó ra cũng khó thì người ta hy vọng những người ái mộ Britney Spears trong phiên tòa ngày hôm nay hy vọng là cô có thể chứng minh và tòa có thể nhìn thấy cái điểm đó và lấy cái quyền giám hộ này ra để giúp cho cô có toàn quyền quyết định uh, quý vị có thể tưởng tượng không mình làm cả bao nhiêu triệu mỹ kim như vậy mà bất cứ một cái quyết định Để xài tiền đó đó là phải xin ông hết yeah. Xin ông bố hết Ông bố thấy ok Bây giờ con cần một chiếc xe Bố đồng ý cho con Và cái chuyện quyết định từng chút xíu một Là Britney Spears phải xin phép hết Thì quý vị tưởng tượng Một cái người bây giờ là Người mẹ 39 tuổi Mà làm cái gì cũng phải xin phép Xin phép để xến thăm hai đứa nhỏ Xin phép được đi chơi Xin phép được di chuyển Mọi quyết bất cứ quyết định nào cô đưa ra phải xin phép và phải có sự đồng ý của ông bố. Trong khi đó trở lại với tình hình quốc tế vào sáng ngày hôm nay thưa quý vị một cái vấn đề lớn mà khiến cho um, Iran nổi điên lên luôn. Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố là họ vừa thành công trong cái việc tấn công vào trang mạng của Iran và hậu quả đó là Iran mất quyền kiểm soát khá nhiều trong đó kể cả hệ thống báo chí nữa. À, ngày hôm đầu tuần chúng tôi có tường trình liên quan đến à, Iran mới vừa bầu một vị tân tổng thống mới ông Raisi. Ông à, Raisi này nổi tiếng là một người bảo thủ và luôn luôn sát cánh với ông à, đại giáo chủ Khamenei, có nghĩa là chống phương Tây và chống Hoa Kỳ, nhất là chống giò Thái và Ông tuyên bố một câu rất là mạnh mẽ, không thảo luận với Biden về vấn đề nguyên tử. Mà trước đó quý vị thấy đó là khi mà Tổng thống Trump lên đó, là ngay một năm sau, tức là năm 2018 đó, ông đã ra quyết định là rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước nguyên tử với Iran năm 2015 dưới thời của ông Obama. Cái việc rút ra đó đã khiến cho Iran quay trở lại và tiếp tục phát triển nguyên tử bởi vì họ nói bây giờ tôi không có bị áp lực, à, không, tôi không có dính vào với cái hiệp ước này nữa. Ngược lại thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cấm vận Iran. Thì khi mà ông Biden lên đó thì ông có muốn quay trở lại chương trình này và hiện nay thì cái tiến trình đó vẫn còn đang được thảo luận chưa có một quyết định nào để hủy bỏ sắc lệnh của tổng thống Trump trước đây nhưng mà để liệu xem cái thái độ của phía Iran như thế nào thì mới đây đó có thể nói rằng đáng tiếc cho người dân Iran bởi vì họ và những người bảo thủ những người chống phương Tây đó lại tiếp tục bầu lên một người diều hầu bên phía Iran họ cũng có một ứng viên ôn hòa nữa và ứng viên ôn hòa này tuyên bố nếu ông làm tổng thống, ông sẽ thảo luận với phía Hoa Kỳ để giúp cho nền kinh tế của Iran phát triển trở lại bởi vì nếu Iran trở lại với cái hiệp ước với phía Hoa Kỳ thì điều đó cũng có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tháo bỏ các lệnh cấm vận dưới thời của ông Trump. Tuy nhiên đáng tiếc là bên phía Iran lại bầu cho ông tổng thống, thực sự đó họ nói cái chuyện này cũng đã có cái sự dàn xếp rồi, bởi vì Iran là một quốc gia thần quyền, mọi quyết định đều do ông Khamenei đưa ra. Thế thì sáng ngày hôm nay bên chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố họ đã phá được các hoạt động mà họ nghĩ rằng tin tặc hoặc là những cái vấn đề gây ảnh hưởng cũng như cái chương trình phát triển nguyên tử của Iran. Chúng tôi tiếp tục với đề tài này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 7147412008. quý vị, Hoàng Trọng Thùy trả lại, trước khi gửi đến quý vị Phật quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một bản tin Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và đây là hình ảnh mới nhất. Họ chính thức thông báo luôn cho cả thế giới biết họ vừa đánh sập khoảng 40 trang mạng của Iran. Mà trong số này kể cả cơ quan tuyên truyền chính thức radio và TV của Iran luôn, đánh sập luôn không có khán giả, không có độc giả, không có bất cứ một người vào internet nào và kể cả cơ quan truyền thông. Đó là cơ quan truyền thông tuyên mạng lưới tuyên truyền chính thức của nhà cầm quyền Iran. Thứ hai là hàng chục những cái trang mạng cũng do nhà cầm quyền Iran bảo trợ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố như thế này. Đây là 33 trang mạng đã từng tung ra những thông tin sai lạc về chính phủ và hoạt động của cuộc bầu cử năm 2020. Họ nói 33 trang mạng đã tung ra những tin tức đánh đánh phá nhắm vào các đảng phái dân chủ và kể cả cộng hòa của phía Hoa Kỳ và nằm tung ra những cái thông tin sai lạc gây hoang mang cho người dân và hậu quả thưa quý vị ảnh hưởng qua các uh, vấn đề này đã khiến cho có thể đã tạo ra những cái vụ mà căng thẳng về chính trị về cuộc bầu cử chính vì vậy mà hoa kỳ tuyên bố phải đi uh, tấn công đánh trả họ không có những cái hành động chẳng hạn như là ngày xưa thì còn có những cái vụ mà tấn công chiến tranh vũ khí bây giờ thì không bây giờ là chiến tranh mạng thưa quý vị đó là riêng với những trang mạng dưới sự bảo trợ ám trợ của nhà cầm quyền iran còn những cái trang mạng chính thức của những cái kẻ mà phía Hoa Kỳ gọi là khủng bố nữa, trong đó có cái những cái nhóm dân quân người Shiite rồi các nhóm Hezbollah từng bảo trợ cho Palestine. Chính vì hành động này cho thấy là khi mà bên phía Iran có những cái tuyên bố chống lại các nỗ lực mà tìm kiếm cái nền hòa bình ổn định cho vùng Trung Đông thì Hoa Kỳ phải đành có hành động. Thực ra thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ đã uh, có những cái uh, nỗ lực để mà truy lùng những cái kẻ mà tung ra những cái tin đồn nhảm hoặc là những thông tin sai lạc về các cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ này từ lâu rồi. Mà họ không chỉ nhắm vào Iran, họ nhắm kể cả các trang mạng của Nga hoặc là Bắc Hàn vân vân. Thì sắp tới đây người ta nghĩ có thể là Bắc Hàn sẽ nằm trong cái nhóm hiện nay bởi vì cái tranh chấp về vấn đề nguyên tử và căng thẳng nữa à, Đây là một à, chiến thắng cho Do Thái bởi vì à, chúng ta còn nhớ là vào hôm cuối tuần ông thủ tướng Tân Thủ tướng Bennett của Do Thái cũng đừng đưa ra những cái lời khuyến cáo nhắm vào phía Hoa Kỳ họ nói rằng chớ nên quay trở lại cái bàn thương thuyết với Iran bởi vì giờ đây đó iran vẫn tiếp tục tìm kiếm những cái phương cách để phát triển nguyên tử hoa kỳ có, cho dù có hủy bỏ lệnh cấm vận đó thì iran sẽ lợi dụng cái chuyện cấm vận này để có thêm tiền và chứng minh được là trong suốt thời gian trước khi ông trump mà hủy bỏ cái hiệp ước về nguyên tử với iran đó, iran vẫn âm thầm sử dụng số tiền có được để tiếp tục phát triển chương trình. Điều đó có nghĩa là Iran không bao giờ từ bỏ cái chương trình phát triển nguyên tử của họ cả. Vâng, thưa quý vị và quay trở về với những bản tin địa phương thì vào ngày hôm qua có hai anh em sinh đôi thưa quý vị họ từng làm việc cho văn phòng cảnh sát trưởng ở quận Cam đó, tuy nhiên đã phải ra tòa và nghe tuyên án về cái tội là cố tình gian lận những cái ngày làm để mà được trả tiền bất hợp pháp và tất nhiên đây là tiền thuế của người dân trả ra. À, bản tin không có cho hình hai anh em này thưa quý vị. Thì à, hai người này là hai anh em sinh đôi năm nay 26 tuổi, tên là Taylor với lại Tyler Morgan. À, lúc trước đó, trước khi ra tòa cả hai đều là deputy của văn phòng cảnh sát trưởng à, quận Cam và đồng thời họ là binh sĩ ở trong cái lực lượng dự bị của thủy quân lục chiến à, trực thuộc căn cứ Pendleton thưa quý vị. Thì à, theo như cái hợp đồng làm việc của hai người này đó thì với riêng văn phòng cảnh sát trưởng quận cam là ngoài cái cái việc mà trả lương bình thường đó thì mỗi một năm họ sẽ được 30 ngày nghỉ à, có trả lương à, còn mỗi khi mà nếu mà họ nhận được cái giấy mà của à, căn cứ Pendleton gửi giấy yêu cầu họ phải đi tập huấn đó bởi vì họ chỉ là dự bị thôi thưa quý vị thì cứ à, có thể là mỗi một tháng à, nhiều lần hay là vài ba tháng họ phải cứ phải đi tập huấn à, thì khi mà nhận được giấy như vậy đó À, họ không có xài đến ngày nghỉ của mình mà văn phòng mà cảnh sát trưởng và cả à, cơ à, lực lượng thủy quân lục chiến đó nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ trả tiền cho họ. Thì lợi dụng cái điểm này đó thưa quý vị, à, từ năm 2015 cho đến à, năm ngoái trước khi mà bị điều tra đó, hai anh em này mỗi khi mà nhận được giấy đó, thay vì cái giấy à, của thủy quân lục chiến à, gửi đến cho họ trên đó có con dấu của Bộ Quốc phòng yêu cầu họ đi tập huấn 3 ngày thì không hiểu làm cách nào mà họ sửa lại thành ra là một tuần hoặc là 10 ngày thôi quý vị. Và uh, bởi vì họ sửa mà vẫn còn con dấu cho nên văn phòng cảnh sát trưởng đó họ không có nghi ngờ và thế là cái khoảng thời gian đó uh, họ được trả trung bình đó họ được trả 500 đồng một ngày thôi quý vị. Và hai anh em này cứ tha hồ dùng tiền đó đi uh, du lịch đi Vegas hoặc là ở nhà chơi vậy đó. Uh, đến cuối cùng khi mà bắt đầu bị văn phòng cảnh sát trưởng họ nghi ngờ họ điều tra đó thì mới phát hiện là hai người này họ đã sửa lại cái giấy của um, Thủy quân lục chiến gửi ra. Thì tổng cộng đó uh, Tyler Morgan đã được trả 64 ngày với số tiền là 32.500 Mỹ Kim thưa quý vị. Wow. Còn uh, người em là Taylor thì được trả 48 ngày với uh, số tiền là gần 15.000 Mỹ Kim thì bây giờ đó hai anh em này sẽ bị uh, uh, án tù tại gia, cái người mà được trả nhiều đó bị phạt 8 tháng tù, người kia bị 5 tháng tù ở nhà và một năm um, quản một uh, năm probation, tất nhiên là họ phải trả lại hết cái số tiền họ đã lấy và cộng thêm cái tiền lời nữa. Đây là hình ảnh của một à, nữ sinh của trường trung học mà Hanoi area ở tiểu bang pennsylvania thưa quý vị chuyện gì xảy ra à, chúng tôi đã từng đề cập à, cái tin tức này à, vào à, năm ngoái thì phải vâng trong lúc mà gia đình cô kiện à, kiện ở tòa à, dưới không thắng và cái vụ kiện này nó lên tới tòa tối cao pháp viện luôn và ngày hôm nay tòa tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết à, nội vụ xảy đến cho em brandy levy à, bây giờ thì cô đã không còn học rồi bây giờ lớn rồi cái chủ vụ này xảy ra từ lúc mà cô còn ở trong trung học mấy năm trước thì lúc mà cô còn ở trong trường trung học mahano này đó cô làm chia lý đình nhưng mà bởi vì thực sự thì cái dáng vẻ cái khuôn mặt của cô cũng không được xinh lắm cho nên cô đã không được chọn để làm cái vai trò chính, thưa quý vị, à, thực sự chia lý Đinh họ cũng cạnh tranh nhau lắm. em nào nhảy đẹp, em nào xinh đẹp thì đưa ra phía trước và thường đó họ có hai đội, một đội thì đội đội là dự phòng. nếu mà vì cái đội trước nó bị cái gì đó thì đội thứ nhì trong đó có cô brandy này à, mới được chuyển. thế là cô nổi điên lên trong lúc một cô thi đó thì không được, à, cho nên cô rời khỏi trường thì cũng mới về nhà trong lúc nói chuyện với bạn bè thì cô lên Snapchat thế là cô chửi, nghe là đủ hết dùng những cái từ ngữ nghe là thậm tệ chửi trường mà Hà Nội. Thế thì trường làm gì? Trường nói ồ, oh, cô có hành vi xúc phạm nhà trường không xứng đáng để nằm trong đội chia cheerleading của trường nữa. Không được chia cheerleading luôn. Không những không nằm trong đội dự phòng mà cô không được tham gia vào đội cheerleaders của trường. Thế là mấy phụ huynh bố mẹ của em cũng thấy rằng trường đã là có hành động quá đáng bởi vì họ nói em không có mặt ở trong trường em không có chửi bới ở trong trường em về nhà và cái chuyện em lên trên cái mạng snapchat đó thì đó là cái chuyện đâu có dính dáng đến trường đâu thế là họ kiện thì thưa quý vị tòa tối cao pháp viện hoa kỳ ngày hôm nay đã nghiêng về với phía em brandy levy Họ nói đúng như thế. Năm 1969, tòa tối cao pháp viện đã từng đưa ra phán quyết cho phép nhà trường được kiểm soát những hành vi, thái độ kể cả ngôn ngữ của học sinh ở trong trường. Nhưng mà họ không nói ở ngoài trường. Thì cái quyết định này nó như thế nào và nó quan trọng như thế nào cho cái quyền tự do ngôn luận ngay cả một học sinh nữa. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Jin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với thời sự thế giới của Lưu Đức Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn Lưu Đức Sài Gòn TV theo dõi và chúng tôi đang đề cập đến một trường hợp để cho thấy ở Mỹ này cái quyền tự do ngôn luận cho dù là một học sinh cũng được nêu cao và tôn trọng như thường. Chúng tôi đang đề cập đến trường hợp của cô Brady Levy. Ngày hôm nay cô không còn học trong trường nữa nhưng cái vụ này nó kéo dài cho đến giờ phút này thưa quý vị. Điểm đáng chú ý đó là cô thắng ở tòa kháng án Tòa kháng án với ba vị đó đều đồng thu thuận với cô. À, họ nói rằng cô đâu có chửi trường ở trong sân viên của trường đâu. Cô đưa lên trên mạng mà và trên trên mạng này thì nếu mà trường mà kiểm soát như vậy đó thì xem như là trường có quá quyền hạn để mà kiểm soát tất cả các hành vi của học sinh. Điều đó không thể được và thưa quý vị, ngày hôm nay có đến 8 vị trong số 9 vị thẩm phán tòa tối cao pháp viện đã đồng thuận với phán quyết của tòa kháng án. Họ nói như vậy, chúng ta nên cẩn trọng mỗi khi kiểm soát quyền ngôn luận của các em. Bởi vì nếu mà chúng ta kiểm soát quyền ngôn luận của các em như vậy đó thì hóa ra chúng ta thay thế luôn cái quyền giám hộ kiểm soát của phụ huynh. Cái quyền đó là để cho phụ huynh ở ngoài trường. Họ nói trong trường học thì có ban giám hiệu của trường kiểm soát, cái điều đó tòa hoàn toàn đồng ý theo phán quyết năm 1969. Nhưng mà một khi các em rời khỏi trường thì cái quyền giám hộ đó, kiểm soát đó thuộc về bố mẹ bố mẹ có phạt, bố mẹ có làm gì các em bởi vì các em nói bậy, các em làm bậy thì đó là quyền của bố mẹ. Trường học không được xen lấn vào. Mà trong trường hợp này, hai em này và cô Brady Levy lên trên Snapchat nữa. À, cho nên cuối cùng thì tòa nói không, trường không được kiểm soát và xem như đã kết thúc cái vụ kiện mà cả nước Mỹ và cả thế giới đã theo dõi trong suốt vài năm qua thưa quý vị vâng thưa quý vị và cảnh sát ở tại ohio cho biết là họ đang điều tra một cái vụ án mạng mà bốn người trong một gia đình đã bị bắn chết nhưng mà sau một thời gian điều tra đó thì bây giờ cảnh sát đã, đang điều tra theo cái hướng đó là người chồng đã giết cả nhà rồi sau đó tự sát thưa quý vị À, chuyện xảy ra cho gia đình của ông nicholas và bà leslie rakis thưa quý vị hai người này họ sống ở à, tại jackson township từ bang Ohio thì phía cảnh sát cho biết là đúng vào ngày Father's Day, Chủ nhật vừa rồi đó, một người họ hàng sau vài ngày đó không có liên lạc được với cả gia đình thì đã đi đến nhà để mà tìm. Nhưng mà đứng trước cửa nhà đó có vẻ như là chắc thấy trong nhà có đèn mở điện nhưng mà lại không có ai ra, cho nên là cái người họ hàng này đã gọi 911 thì khi mà cảnh sát họ phá cửa xông vào đó thì họ phát hiện là cả bốn người hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ hai đứa bé mới có 13 với lại 5 tuổi thôi đều bị bắn vào ở đầu và chết nằm chết ở trong nhà thì sau khi mà điều tra đó thì phía uh, gia đình uh, thân nhân đó xác nhận là ông Nicholas đó uh, bởi vì ông uh, từng ở trong quân đội thưa quý vị phục vụ uh, đến 20 năm từ năm 93 cho đến năm 2013 và đã từng tham chiến ở tại uh, Iraq với lại Afghanistan thì uh, sau khi mà về hưu đó ông được uh, chứng thực là bị uh, cái tình trạng PTSD um, um bị uh, phân tâm thần phân liệt dạ không? vâng bị uh, tâm thần phân liệt thường những người lính mà uh, khi mà trở về từ chiến trường thì họ hay có những cái tình trạng mà uh, cái tinh thần không có ổn định ừ. bị uh, stress đó thưa quý vị rất nhiều người họ bị thì uh, nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là hàng xóm cho biết là gia đình này bình thường đó, không ông chồng không có biểu hiện là đánh đập người vợ. À, nhưng mà họ không có biết là có thể là ông đã bị trầm cảm trong một cái thời gian dài, bởi vì ông vẫn luôn uống thuốc để điều trị PTSD, nhưng mà rồi không hiểu sao đùng một ngày ông đã bắn chết cả nhà. À, cơ quan y tế à, CDC của Hoa Kỳ ngày hôm nay, à, cơ quan kiểm soát à, dịch bệnh thưa quý vị, à, cho biết đó là với những em tuổi từ 16 tới 24 tuổi Thực sự thì cả bao nhiêu triệu em Nhưng mà rất là hiếm Trong số này có nhiều phụ huynh, gia đình Đưa các em đến bệnh viện hoặc đi bác sĩ Để cho thấy là các em chích ngừa xong rồi Và hai loại thuốc của Moderna và Pfizer Sau khi các em chích Thì có em biểu hiện đó, cái cảm thấy mệt, mệt Cảm thấy như là nhồi máu cơ tim Cảm thấy khó chịu vô cùng Thì khi đến bệnh viện bác sĩ khám đó, Thì mới biết được là À, cái thuốc chủng đó đã khiến cho trường hợp vô cùng hiếm hoi tim của em bị sưng tấy lên, inflammatory bị sưng lên, mà trong trường hợp này thực sự thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng bởi vì các em còn trẻ, à, có tất cả là 1.200 trường hợp trong số nhiều triệu liều được đưa ra, cho nên cơ quan CDC cho biết hiếm nhưng mà nó cao hơn cái mức mà họ trong đợi là à, thường đó trong những cái trường hợp này có khả năng là cái loại thuốc chủng nó không được chuẩn thuận đâu nhưng mà bởi vì trong trường hợp khẩn cấp này cho nên đến giờ phút này thưa quý vị Pfizer và Moderna vẫn còn đang xin phép cơ quan FDA để chứng thức chuẩn thuận cho nên chúng ta thấy là mặc dầu thuốc chủng đưa ra là chỉ được cung cấp trong trường hợp khẩn cấp vì đại dịch thôi chứ còn cái giấy phép chính thức đó vẫn chưa có thì trong trường hợp này chưa biết được sẽ gây ảnh hưởng đến cái đơn xin của Pfizer và Moderna đối với FDA hay không. Tuổi của các em từ 16 tới 24 à, và thêm một điểm nữa là quý vị có thể tưởng tượng đó là nếu quý vị đi McDonald's ngày hôm nay đó thì ở tại Sacramento, McDonald's tuyên bố um, Thảo Yên có muốn chiếc ngừa luôn khi mà order cái Big Mac không? <laughs> vâng, McDonald's ở Sacramento ngày hôm nay có chương trình chích ngừa miễn phí nếu order big mac, <laughs> à, quý vị thấy quảng cáo của lưỡi rồi. TV đó, thì bây giờ à, họ nói rằng, oh, Moderna, à, chỉ vì Moderna nó không cần phải giữ ở cái um, độ mà nó thấp như là Pfizer, cho nên à, đi vào đây sẵn tiện thì chích ngừa luôn và um, Mcdano phối hợp với uh, cơ quan y tế của Sacramento để thực hiện cái việc trích ngừa miễn phí này, thưa quý vị, chỉ có ở Mỹ này mà thôi tiện quá mình ngồi vừa ăn đang ăn xong ngồi trước khi ăn thì chích hoặc hả? là ăn xong chích cũng được họ nói miễn làm sao mà muốn chích thì chích vô trong đó chích luôn à, làm sao họ có cái người mà uh, chuyên viên kỹ thuật về chích ngừa ha dạ vâng uh, và tiếp tục với những bản tin địa phương thì thưa quý vị uh, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đó uh, lại tiếp tục khuyến cáo về uh, nếu như cha mẹ mà mua cho con nhỏ cái món đồ chơi nó gọi là hoverboard thưa quý vị là cái uh, nó giống như cái ván trượt nhưng mà bằng điện đó Rồi mấy đứa nhỏ đứng lên rồi cái ván trượt nó tự động nó đi đó Thì mới đây có một gia đình đã xảy ra cái tai nạn Khi mà cái ván trượt của họ đó đang cắm sạc điện Thì nó bất ngờ nó nổ như quý vị thấy Thì đây là một gia đình sống ở tại thành phố Lehigh Thuộc tiểu bang Utah Người mẹ cho biết là À, cái chuyện xảy ra nổ đó là vào thứ năm tuần trước à, cô đã báo cho cảnh sát cũng như là liên lạc với cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thì à, người mẹ nói là họ mua lại từ ở trên có thể là Craigslist list thưa quý vị, à, mua đồ đã xài rồi. À, từ hai tuần trước khi mà xảy ra cái vụ nổ và cái người chủ à, khi mà bán cái 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 ván trượt này đó nói là họ đã dùng được một năm, nhưng mà tất nhiên là khi thử thì thấy là nó vẫn còn à, hoạt động cho nên là họ đã mua và mua về thì con của họ cũng xài được 2 tuần. À, nhưng mà vào ngày thứ năm tuần trước đó thì trong lúc mà đang cắm sạc điện ở cái hành lang như quý vị thấy thì à, cô này cô nói là đứa con trai đó nó, nó nó bắt đầu nó la lên nó gọi cô vào bởi vì à, cái cái ván tự nhiên bốc khói tưng bừng thưa quý vị và khi mà cô đang chuẩn bị chắc à, tính à, mở ra xem thì như quý vị thấy là cô kể đó là cái cục pin nó phát nổ từ bên trong cho nên là khi mà nó bắn ra đó là những mấy cái cục pin nó vẫn còn tóe lửa và nó bốc cháy à, cho nên là may là cái nhà này họ có để một cái bình cứu hỏa à, cho nên là người chồng tự trên lầu chạy xuống và đã xịt thì à, phía à, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đó thứ nhất à, họ nói là từ năm 2015 là cho đến bây giờ luôn đó là đã nhận được báo cáo hơn 250 trường hợp là những cái ván hoverboard này bốc cháy trong lúc mà sạc điện. Thì quý vị cũng nhớ là trong khoảng thời gian trước đó liên tục có những cái trường hợp này thì cái nguyên nhân là do những cái cục pin hay những cái mạch điện mà đặc biệt là những cái sản phẩm từ made in China cho nên là cơ quan bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo nếu quý vị mua phải lên cái cơ, cái website của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đó xem xem đây có phải là những cái thương hiệu đã bị recall hay không và đặc biệt nếu như không phải record thì cũng nên là charge trong cái lúc mà có người lớn ở nhà và đặc biệt đừng có charge qua đêm và không để cắm điện ở trong phòng của con nít thưa quý vị. Quý vị vừa theo dõi phần thời sự thế giới của Lý đô Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều và nếu vào trong Facebook, YouTube nhớ nhấn nút subscribe chúng tôi gửi đến quý vị thêm các video nữa quý vị nhé. Và nhớ vào trong trang nhà tv com theo dõi phần livestream và đọc những các bản tin được cập nhật trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai